gửi con gái bất trị của mẹ. Mới ngày nào còn bé như hạt mít, rồi thì nghịch như con trai. Thế mà nay lên xe hoa rồi đấy. Con gái lấy chồng, con lo một thì mẹ lo 10. Nhưng mà lo thì cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc căn dặn con như thế này này. Nhớ đây này, ở nhà chồng, buổi sáng là không có cái chế độ ì ẻo đâu. Ơ kìa con ơi dậy đi con. Cho con ngủ thêm tí nữa thôi. Tôi chết. Rồi cũng không được hơi tí là vùng vằng giận dỗi như ở nhà đó nhá. Thôi không lấy chồng nữa đâu, con về nhà với mẹ đây. Không còn bé bỏng gì đâu cô ạ. À, ở nhà chồng cũng đừng có sụt sùi nhớ nhà, hay là hơi một tí lại đòi về. Nhà con đấy chứ đâu. Cứ coi đấy như gia đình mình, rồi thì gia đình chồng sẽ coi con như con gái thôi. Hey, giờ mà được ở nhà với mẹ xem bánh đúc có gai, có xương thì chắc là vui lắm đấy. Em nhớ nhà. Bất đền anh đấy, biết thế, chẳng bị anh lừa về đây. Việc bếp núc thì mỗi gia đình ăn một kiểu, khẩu vị giờ giấc cũng khác nhau. Nấu nướng không biết thì đừng có mà giấu dốt. Không biết là phải hỏi, phải học dần dần nghe chưa. Ui, mẹ ơi, nhà mình thích ăn mắm tôm hả mẹ? Ừ, món khoái khẩu của bố con đấy, con ăn được mắm tôm không con? Nhưng mà đấy, cứ liệu đi nhá. Ở nhà còn dỗi mẹ ruột, đi lấy chồng thì nào cũng dỗi mẹ chồng cho mà xem. Mẹ làm sao đấy ạ? Đi mà hỏi vợ mày ấy. Lúc đấy thì nhớ, đừng có mang chồng ra mà đay nghiến, tội nghiệp người ta nghe chưa. Anh nói đi, anh nói đi, em đúng hay là mẹ đúng? Ôi, tôi mệt lắm rồi. Cái này quan trọng này, nhớ đừng quên chăm sóc bản thân. Có tí nhan sắc mà không biết giữ thì cứ liệu đấy. Đàn ông thì ai cũng yêu bằng mắt cả thôi con ạ. Em ơi, đi ngủ thôi. Từ từ, để em lắp mặt nạ đã. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Cứ thế này thì càng đỡ phải tập thể dục chứ sao. Rồi một ngày thể nào cũng cuống lên vì có bầu cho mà xem. Ôi mẹ ơi, con có bầu rồi. Bầu bí là bản năng, mệt mỏi đau đớn thế nào rồi cũng xong hết thôi, đừng có lo. Nhanh lắm, rồi con cũng sẽ có một đứa con vừa giống con, vừa giống chồng con. Lúc đấy thì chúc mừng con đã đến với cuộc sống của một bà mẹ. Mà nếu con mà có con gái, lúc đấy con sẽ biết nuôi dạy một đứa bất trị như con vất vả như thế nào. Rồi khi lớn lại con gái là con của người ta. Mẹ dặn nốt này, đừng có lo cho mẹ quá mà gọi điện nhiều, tốn tiền ra. Cứ để thời gian đấy mà nghỉ ngơi mà làm đẹp đi. Làm mẹ, làm vợ, làm dâu vất vả bao nhiêu mẹ còn lạ gì. Cứ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Bố ở nhà khắc có mẹ lo. Mẹ mày còn khỏe lắm. Bà ơi, bà ơi. Mẹ, chúng con về rồi.